Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Tiếng Anh Online được thực hiện bởi Audiobook for the Fly. Ok, so để mình kể cho các bạn từ đầu tới cuối, không phải từ đầu tới cuối mà cái cuộc đi Hà Nội. Thật sự đó giờ mình chưa ra Hà Nội, ra một lần trước đây showroom and đi chơi quán 2 ngày hả? Showroom maybe 2 days, cái ngày kia là trong trường đại học rồi. And then có một cơ hội mình được ra Hà Nội. And mình hợp tác với trung tâm Passo, trung tâm đó cũng rất là tốt, mấy bạn cũng rất là nice. Mình ra đó thì mình cũng quyết định, mình nói ok, ra Hà Nội thử đi, hai tháng roughly, about 6 tuần, mà 2 tuần ở lại chơi nữa. Thì mình cũng hơi hơi sợ, cũng thấy oh man, hồi đó giờ mình chưa ra Hà Nội, không biết như sao. Mình không biết ăn uống như sao, chỗ ăn ở chỗ nào, bạn bè như sao, nghe giọng miền Bắc ok không, right? And then khi mà mình ra đó mình cũng hơi sợ, cho nên mình nhờ một cô gái rất là đẹp từ Sài Gòn dẫn mình ra đó. Mình nắm tay cổ nắm tay mình lên máy bay, trên máy bay cổ ngồi, cổ vuốt mình. Xong rồi cái cổ bê mình xuống máy bay, xong rồi cổ chở mình đến Paso. Yeah, actually cái cô đó làm ở trong văn phòng Paso, là cái Paso là cái trung tâm dạy học tiếng Anh. Okay. And then cái xong cổ bỏ mình ở đó có hai ngày. Cái xong cổ đi về Sài Gòn, cái mình khóc quá, mình níu cổ, mình nắm chân cổ, mình ôm cổ, cổ đá rồi nói thôi bây giờ ở lại đây đi. And yeah, tự nhiên cái mình phải mướn căn hộ này kia kia nọ, cái đi học luôn. Khổ lắm, sao rồi mày, ngày đầu tiên, mấy ngày đầu tiên rất là khổ. Mình đã bụng thấy mồ luôn, mình không biết đi đâu ăn, mình vô một cái hẻm, họ bán bún cá. Hồi đó giờ mình chưa ăn bún cá lần nào. Cái xong cái cô kia cô hỏi ăn gì, cái mình nhìn cái menu của mình ấy, bún cá. Cái cậu nói ăn ở đây hay là xích mang về ấy, cái mình nói đem đem gì về ăn. And then hồi đó giờ mình chưa ăn bún cá, cho nên mình lần đầu tiên mình ăn bún cá mình rất là mình hết hồn. Mình cảm thấy nó bị hư, nó bị hôi, là nó sao nó chua chua, mình không có ngờ là bún cá nó chua. And then of course trong hẻm đó họ bán không có ngon lắm, cho nên lần đầu tiên mình ăn bún cá mình rất là thất vọng. And but sau này mình biết cái mùi vị nó là phải chua như vậy, mà chua nó rất là đặc biệt. Mà sau này một bạn dẫn mình đi ăn bún cá ở ngoài cái chỗ ngon thì mình ăn thấy rất là ngon. Và nói chung rằng là mấy hôm đầu tiên là mình xuống cân quá trời. And then sau đó mình từ từ cái mình gặp bạn, and những bạn dẫn mình đi ăn, mình khám phá nơi này nơi kia, gặp showroom handsome. And then từ từ cái mình quen Hà Nội, cái mình cảm thấy Hà Nội rất là hay. Mọi những điều mình thích Hà Nội nhất, thực sự nhiều bạn sẽ bị thất vọng ở Sài Gòn. Mình thấy Hà Nội đẹp hơn Sài Gòn. And then mình hình như cảm thấy mình thích Hà Nội hơn Sài Gòn, tại vì nó có nhiều cái hồ để mình đi chơi, những cái công cộng. Hà Nội có nhiều nơi công cộng hơn Sài Gòn, mình thấy những cái nơi mình đi phố cổ, ví dụ những cái hồ, từ Hồ Tây tới Hồ Hoàn Kiếm, Trúc Bạch vân vân, những cái nơi lịch sử mình có thể đi. Yeah, Sài Gòn mình cảm thấy là như mình đi ra ăn, cái xong cái ghé ngang Nguyễn Huệ, cái xong đi về. Thỉnh thoảng mình tới đi ôm, mình đi quán nhậu, cái xong rồi cái mình về. Yeah, Sài Gòn thật sự không có nơi công cộng. I don't know why. Và đáng lẽ Sài Gòn phải có những nơi công cộng để mình đi chơi, mà thật sự I don't know. Yeah, mình cảm thấy Hà Nội có những cái nơi công cộng rất là hay. Yeah. But I think I like Hanoi more. Yeah, we'll see. And mới một đầu mình ra đó, mấy bạn nói giọng Bắc. Mình hả. Có một cái hôm đó mình mua hộp vịt lộn. Buồn quá, mình không biết làm gì. Cái mình mua hộp vịt lộn. Cái cô bán hộp vịt lộn, cô nói rằng là ok, cô còn năm mình mua 4 trứng. Thường thường mình ăn 7 trứng mà thôi, bữa đó giữ eo mình ăn 4 trứng thôi.
cái ý cô nói rằng là cổ còn 5 hộp vậy, 5 hộp vịt lộn, muốn lấy hết không? Mà cổ nói mà mình há há cái cổ nói đi nó lại hoài, cái cổ mình hiểu, cái mình nói ok 5 trứng đi, cái cổ đưa cái câu hỏi câu à, bộ anh điếc hả? Bộ anh điếc rồi hả? Cái mình nói mình rất là ngạc nhiên là what? Mình nói không, ủa sao vậy? Anh không có nghe em nói hả? Không, thông cảm, mình chưa quen. Cái cổ cười mà cổ không có nói là kiểu mà cổ không có giận để nói, mà cổ hỏi một cái câu rất là tự nhiên. Họ cổ hỏi là bộ bệnh điếc hả, kiểu mà như mà bình thường vậy đó. Oh my god. Nó mình thật sự không có chửi không chém, cái cổ cổ rất là bình tĩnh, mặt cổ rất là bình tĩnh. Ồ bọn anh điếc hả vậy đó. Oh my god. Alright, see ơi, put someone in trial, on trial, phải in trial ha. Huh? Put someone on trial. Someone on trial. Ví dụ mình hỏi là are you putting me on trial? Đem tôi ra tòa hả? Ý là bạn đang đánh giá tôi hả? Ok, ý là vậy đó. Đang đánh giá tôi hả? Ví dụ mình đang tâm sự với một cái người nào đó, cái mình kể về tình yêu của mình, cái người bạn mình nói rằng bạn dở quá. Bây giờ ok kể lại đi để mình coi coi làm sao, bạn làm cách gì cho đúng này kia kia nọ. Họ có vẻ là như điều tra mình vậy đó. Cái xong cái mình nói are you putting it on trial? Này ok. Alright, bạn phải cân cái này trước khi thanh toán thì nói làm sao? Oh, you have to weigh this before paying. Mình bị cái đó hoài luôn á Giang. Mình ra Hà Nội, actually ở Sài Gòn cũng vậy. Mình vô siêu thị bên Mỹ, họ cân những trái cây mình mua, mình bên Mỹ là mình không có cần cân, mình đem ra cái quầy tính tiền, họ cân mình ở đó luôn, họ cân cái những cái quả trái tại tại chỗ. Còn bên Việt Nam thì mình phải cân trước, xong rồi ra cái quầy tính tiền, rồi họ mới đọc cái giá, xong rồi họ mới tính tiền xuống. Mình bị hoài luôn. Mình hay quên. Ở Hà Nội cũng vậy, hôm kia mình đứng xếp hàng rất là lâu. Cái khi mà tới tới cái người tính tiền, cái mình đưa hai cái bịch trái cây, cái cô đó, anh phải đi lại cân. Mình phải bỏ cái quầy, đẩy chiếc xe chạy lại cân, xong rồi mất chỗ mình luôn. Yeah, đúng rồi Giang, hay gặp mấy người nước ngoài Giang. Yeah. Oh really Giang, Giang làm cái ở trong siêu thị hả? Yeah, mình đứng xếp hàng lại luôn á. Like, oh my god, this is so terrible. Mà có mấy cái trái kẹo, mấy trái xoài à. Yeah, mình có mua, khoảng lúc đó mình mua qua trái xoài à. Mà mình bị hai lần, hai lần, còn mấy lần kia mình khôn lại. Mình nhớ. Mình nhớ bị vài lần nhớ à. Mua sợi ra chợ mua cho lẹ. No, chợ xa tại vì mình ở gần Vinmart đó. Mình ở Hà Nội, cái căn hộ mình thuê rất là tốt. It's really nice. I mean, kỳ tới mình về chắc mình ở chỗ đó nữa quá. I hope so. Mình hy vọng mình ở chỗ đó nữa. It's gần gần Vincom, cái Vincom đầu tiên ở Hà Nội. Xin mua ở Vinmart không gần cân luôn á, sao rớm cân. Oh, busted là gì? Là bị bể mánh. Busted là bị bể mánh. Yeah, là như mình ăn gian. Mình ăn gian, mình gian lận, mình bắt cá hai tay ba chân. Cái xong rồi cảnh sát hay là bạn gái mình khám phá ra được là you got busted. Ok, bị bể mánh. Nó đứng tính tiền thấy họ bị vậy. Yes. Mình bị vậy hoài hả? And then cái mặt mình ngố ngố với lại chưa quen giọng miền Bắc, giọng Hà Nội đó, cái xong cái mấy bạn nói cái mình hả hả. Cái xong mấy bạn ở Vinmart đó hay nói tiếng Anh với mình lắm. Yeah, it's really nice. Thỉnh thoảng cái họ thấy mình mặt ngố ngố, cái xong họ nói rằng ok,
350,000. Cũng mắc cười đó. Cái mình cũng giả bộ, mình không biết tiếng Việt đi, kệ cho cơ hội nói tiếng Anh chơi, cái mình giả bộ hỏi là oh, ok, sure. Mình nói cái này bao nhiêu để cho họ trả lời chơi. Mình tại vì mình biết là mấy bạn ít có gặp nói chuyện với người bản xứ nhiều đó, cái xong nếu mà họ nói tiếng Anh với mình, cái mình nói tiếng Anh thêm nữa, cái chợ định bắt buộc họ nói thêm nữa vậy đó. Nên mình hay làm vậy lắm. Sư ơi, tôi muốn làm việc trong môi trường nhiều cạnh tranh và chuyên nghiệp để nâng cao tay nghề, nói làm sao? Oh my God. I want to work. Okay, competitive environment. Và chuyên nghiệp để nâng cao. So I can gain experience. Okay. And advance my career. Nó nói gì đó. Okay. Is it? Like that. Okay. Okay, để mình kể cái chuyện hẹn hò offline đi. Có một cái chương trình đó, hình như các bạn có biết không? Làm như ví dụ 10 12 cô gái, 12 chàng trai gặp trong quán cà phê, cái xong họ cho khoảng 5 7 phút chơi cái game làm như tìm hiểu với nhau. Còn những cô gái ngồi cái bàn, mỗi cô ngồi một cái bàn riêng, cái xong rồi cái con mình là con trai, mình phải mình mang một cái số, cái xong mình lại mình nói chuyện với mỗi cô gái, mỗi cô mình nói chuyện được ba. Xong rồi hiệp thứ nhì là mình chọn ba cô để nói chuyện 5 phút. Hiệp thứ ba là mình gửi message cho họ. Xong thứ tư mình chấm điểm cái mình thích ai. Nếu mà họ thích mình thích họ thì mình cưới nhau. Something like that. Okay. So hôm đó một bạn đăng mình vào cái game đó. mình mới đầu mình hỏi mấy bạn đó mấy tuổi, ok, tại vì mình cũng hơi lớn rồi, cái bạn mình ấy là đừng có lo, mấy bạn này lớn tuổi lắm rồi. Ok. cho cái nhóm lớn tuổi, khi mình vô đó thì họ bắt mình điền đơn cái profile, thì cái profile thực sự nó bằng tiếng Việt, mình không biết điền nhiều, tại vì tên tuổi thì mình biết rồi, cái họ hỏi những cái câu mà những cái sở thích, những cái gì mà thú vị này kia cái nọ mình không có hiểu, cái mình đọc đọc cái mình giơ tay, cái mình kêu mấy cái người staff đó, mấy cái này cái gì, cái cô staff trả lời bọn anh không hiểu tiếng Việt hả. Xong cái mấy người kia nhìn cái mình ấy, không, mình biết tiếng Việt mà cái này nó hơi cao quá. Xong cái mình điền điền xuống, cái mà hồi cô trả lời anh điền tiếng Anh cũng được nữa, chúng em cũng biết đọc tiếng Anh. Cái xong cái mình nói ok, được rồi, that's fine. Cái mình nhìn nhìn cái mình ráng điền xuống. Cái một hồi họ giải thích cái luật chơi như sao. Cái xong khi mà họ giải thích mỗi câu họ giải thích, họ nhìn mình, anh có hiểu không vậy? Cái xong mình nói hiểu hiểu, that's fine. Mà họ làm là như mình rất là ngố. And yeah, so the whole time the thing is ok, tại họ họ nói rất là nhanh. And then mình cũng chưa quen giọng Hà Nội, cho nên mình phải ngồi mình phải nghe. So họ mỗi lần họ giải thích cái gì cái họ say qua, họ nói rằng oh anh có hiểu tiếng Việt không vậy, làm mấy người kia nhìn mình hoài luôn. And khi mà mình gặp mỗi cô gái ngồi bàn, mình đưa cái profile cho họ đọc, thì ai cũng nhìn vô cái profile mình, nhìn lên nhìn xuống nhìn lên, bộ anh sinh cái năm này đó hả. Cái xong mình nói mình sinh cái năm đó, ok. Mà đến cô gái nữa đưa nhìn lên nhìn xuống, ủa em sinh cái năm này đó hả, like, oh my god, khổ ghê luôn. But no, sau cái game đó mình cũng vẫn ế vợ luôn. Xin có tham gia chương trình bạn muốn hẹn hò không? No, cái này hẹn hò khác nữa, offline hẹn hò. Bạn muốn hẹn hò thì cái đó là cái game show trên TV.
Don't forget me với forget me not giống nhau không? Don't forget me bình dân hơn, forget me not nghe nó dân chương. Ít dùng, cái này dùng để nói cho nó màu mè xí xoạn nhí nhảnh tí xíu rồi dân. Còn nói chung là don't forget me là thường dùng nhiều nhất. Ok. Tiếng Việt của mình thật sự chưa có chuẩn lắm. Nó mình trình độ lớp 3 cho nên mình dễ bị ảnh hưởng lắm, cho nên sau khi mình ở 2 tháng ở Hà Nội, mình phát âm mình cảm thấy hơi ngại ngại khi mà ra đó mình nói giọng miền Tây của mình. So sau này cái mình phát âm cái chữ giá là giá cả đó, mình phát âm là giá giá cả. I think nếu mình ở Hà Nội chắc 3 4 năm nữa chắc mình nói giọng Hà Nội luôn. Sẽ có bị chém tiền không? No, không. Chém tiền hình như là tại vì cái khu phố cổ, những du khách, cái nơi du khách mấy người mà họ chuyên môn kêu bằng mánh với lại du khách. Còn nếu mà các bạn ra khỏi rồi thì thật sự không có ai chém mình cả. Thì mình đi ăn sao thì cái menu ở trên dắt ha, họ họ treo trên đó thôi, hoặc là họ đưa cái menu mình vậy thôi, chứ không không có giá mà để chém hay cả cả lộn nhau hết á. Còn nếu phố cổ thì có thể, mà mình chưa bị, thật sự mình chưa bị. Hay là trời, chắc nhìn mặt mình đẹp trai quá cái họ hạ giá nữa nha, họ hạ giá nữa nha. Xin kể chuyện Hà Nội tiếp đi. Ok, tại siết tiếng Việt giỏi. No, người ta hỏi là bị điếc kìa. Siết kể chuyện bên Mỹ. Wow, để hôm nào, actually, khi nào nhắc đến mình nhớ chuyện nào mình kể chuyện đó cho các bạn. Actually, I like Hà Nội. It's really nice. Bây giờ mình chỉ cần quen nghe giọng các bạn nói nhanh. Khi mà các bạn nói nhanh quá, mình không nghe rõ. Sư ơi, âm thi có hai cách phát âm. Yes and no, Văn Nam. Có nhiều người hơi rắc rối, họ nói cái âm thi này có hai cái âm, một cái là za, một cái là za. Vô vô âm với hữu âm or something whatever, vô thanh hữu thanh whatever. But nói chung khi các bạn nói nhanh thì cái hai cái âm đó nó không có cái bằng phân biệt. Các bạn coi nó cam tê của tiếng Việt. Ok, lại cái này là test âm ta, test. Ok. Đừng có quan trọng phát âm rõ quá. Nó không có cái bằng người ta, nó dữ lắm. Ok. Cảm ơn là thank you vậy thôi. Thank you. Người ta ok, đừng có thank, miễn sao đừng có thank a test được rồi. Ok.